xin được phép thay mặt cho bà nội cũng như quý ông bà cha bác quan viên họ nhà Trang, chúng tôi xin gửi đến quý vị cháu Gia Bảo của gia tộc chúng tôi và cháu Phương Thảo của gia đình quý vị, do được sự sắp đặt của Thiên Chúa, hai cháu gặp gỡ và yêu thương nhau. Hiền xin Chúa ngôi ba, đoái nghe lời con thiết tha. Chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, cho đời yêu thương nhau, kính mấy Chúa yêu thương người là những điều tốt nhất. Anh chị của đứa con nhé. Đây, mẹ, ấy con. Đấy, phải đứa con như cậu vậy này. Không có lộn. Xin gửi lời đến, lời cảm ơn đến với quý ông bà, cha bác, quan viên họ nhà gái. Quý vị đã có công sinh thành dưỡng dục cháu Phương Thảo nên người. Để ngày hôm nay, gia tộc họ nhà cha chúng tôi được vinh hạnh đón cháu về làm dâu con nơi gia tộc họ nhà cha chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cháu được sinh ra và được giáo dục trong một môi trường, trong gia đình quý vị họ nhà gái, thì khi về với gia tộc họ nhà cha chúng tôi, cháu sẽ trở nên một người vợ hiền, dâu Thảo nơi gia tộc họ nhà cha chúng tôi. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em và ngày suốt đời. Em Maria Hạnh Như Phương Thảo xin nhận anh đưa xe cũng theo bạn làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi định vụ cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu và yêu thương và tôn trọng anh và ngày suốt đời em. I'm gonna be, I'm gonna...
I'm gonna be joyful. I got the joy, joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the J-O-Y down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, joy down in my heart, today, today. Tham thứ bao nhiêu lần là đủ? Cái gì? Không, giờ nói thật đi. Tham thứ bao nhiêu lần là đủ? Ta nghĩ là người ta sống với nhau, ta hoài thân mãi như Chúa đó, thì mới sống với nhau.